Nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ không khí của mỗi đêm biểu diễn là những cảm xúc đang trào dâng trong lòng ca sĩ Quang Hào. Những nỗi nhớ và những ý đã thôi thúc anh thực hiện một chương trình livestream âm nhạc với chủ đề Nhắn chúc tình, gửi yêu thương đến quý vị khán giả. Ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những chia sẻ của anh trong khoảnh khắc cuộc đời cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương trong cuộc sống. Ngày hôm nay, một khoảnh khắc rất nhiều những giá trị được gửi trao và chúng ta gặp ca sĩ Quang Hào. Xin chào anh Quang Hào. Dạ, xin chào anh Vinh. Xin chào chương trình. Quang Hào rất là vui vì được tham gia vào chương trình này. Quang Hào đang ở đâu vậy? Dạ, thưa anh là em đang ở trong phòng làm việc ạ. Hôm nay em lên cơ quan để kiểm tra cái công tác phòng chống bão của cơ quan và nhân tiện là được nói chuyện với anh Vinh luôn. Cảm ơn Quang Hào đã dùng ít thời gian quý báu của mình để chia sẻ với khoảnh khắc cuộc đời. Chúng ta được biết anh Quang Hào là giám đốc của nhà hát Trưng Vương, một nhà hát lớn của Đà Nẵng á. Vừa qua trong cái đợt dịch của Đà Nẵng, anh cũng đã có những hành động rất là thiết thực để giúp cho mọi người có những cái giá trị về tinh thần. Trong khoảnh khắc cuộc đời thì anh chọn khoảnh khắc nào để gửi trao đến mọi người? Với Quang Hào thì rất là nhiều những khoảnh khắc, nhưng mà cũng có một cái duyên là vừa qua thì trong những cái thời gian mà Quang Hào thực hiện những cái chỉ thị của thành phố là giãn cách và phong tỏa cứng, thế thì mình lên cơ quan trực và sau đó thấy những cái không gian của nhà hát sao nó vắng và nó thương vô cùng và rất là nhớ khán giả và cảm nhận như là mình một người khán giả mà cũng rất là nhớ nhà hát, cho nên là đã tổ chức ra một cái buổi livestream và bất chợt thì Quang Hào lại quay xuống cái hình ảnh dưới sân khấu thì thấy rằng là đây là một không gian mà có thể là có một cái sự kết nối, giống như mình kết nối một cái nỗi nhớ của khán giả đối với nhà hát và kết nối cái nỗi nhớ của nghệ sĩ đối với lại khán giả. Cái hình ảnh đó cho Vinh rất nhiều cảm xúc. Bình thường thì một người nghệ sĩ sẽ trình diễn và khán giả ở dưới sẽ nhìn lên để thưởng thức tiết mục, còn đây thì anh Quang Hào quay ngược trở lại đứng trên sân khấu và bắt rao lúc này lại là khán giả, một cái sân khấu đẹp, ánh sáng lộng lẫy nhưng chỉ có một mình anh Quang Hào ở đó thôi. Cái cảm giác đó cho chúng ta thấy được rằng cái dịch bệnh nó tới một cách khốc liệt, và cái nhắn chút tình đó cũng đã nói hết tất cả những gì mà anh Quang Hào muốn gửi trao. Anh có thể nói nhiều hơn về nhắn chút tình này ạ? Thực ra thì cái nhắn chút tình cũng là một cái tiêu đề và đúng với cái tâm trạng của mình. Thực sự là trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó hoành hành mạnh như vậy, hơn ai hết là Quang Hào đã từng là những người trong những cái thời điểm đầu xông pha vào những cái trận mà để hỗ trợ giúp đỡ cho những cái người ở tuyến đầu. Năm ngoái Hào nhớ là Hào đã mang những cái đồ bảo hộ đến cho những anh chiến sĩ cũng như là những y bác sĩ ở nơi tuyến đầu, thì mình cảm nhận nó sâu hơn. Và đặc biệt khi mà Quang Hào làm buổi livestream thì bao nhiêu những cái kỷ niệm của năm ngoái và những cái hiện tại nó lại thôi thúc cho mình phải làm điều gì đó. Thời điểm mà Quang Hào lên trực cơ quan thì thấy sân khấu nó thương quá, mình nghĩ là bây giờ chỉ có những cái tình cảm bằng những cái chúc tình của người nghệ sĩ, bằng những cái gì thương yêu nhất mình dành trọn cho những khán giả cũng như là những người đang làm ở tuyến đầu. Và thực sự khi mà Quang Hào nghĩ ra cái ý tưởng và đi đến cái quá trình thực hiện, tất cả mọi cái đều là cái tình cảm của mình. Ví dụ từ setup một cái dây nè, setup một cái góc máy nè, rồi làm việc với bạn kỹ thuật đó là em đánh cái đèn ánh sáng sao cho nó cái sân khấu mình nó đẹp, chứ không là cuối cùng là sân khấu mình nó tối quá, hoặc là sao bây giờ sau sân khấu Trưng Vương nó tối quá. Rồi em cũng nói chuyện với lại anh em ánh sáng là em đánh xuống để cho nó sáng hết cái khán giả, để đâu đó rằng là những cái khán giả đã từng đến với sân khấu này, với những cái hàng ghế này, người ta thì ra tôi đã ngồi cái hàng ghế đó, tôi đã ngồi cái số ghế đó, và chính những cái điều đó làm cho người ta nhớ đến Trưng Vương, nhớ đến những nghệ sĩ. Và Quang Hào muốn gửi một chút tình đó, nó còn nhiều những cái điều mà Quang Hào muốn nói lắm, nhưng mà thực sự khi mà cái cảm xúc mà mình làm cái đêm hôm đó nó không khác gì, còn hơn cái buổi biểu diễn bình thường. Thậm chí là ngày hôm sau lễ biểu diễn thì ngày hôm trước Quang Hào đã mất ngủ rồi, suy nghĩ hát như thế nào này. Rồi khi mà ra sân khấu thực sự chỉ có một mình Quang Hào, và hát xong á thì bình thường lại nghe cái tiếng vỗ tay, nhưng ở đây thì trông vào những cái like, những cái thả tim này kia, rồi cái cảm xúc nó dâng trào giống như những cái âm thanh nó thôi thúc từ trong lòng của mình. Và nhắn cái chút tình nó làm cho em cảm thấy rằng là em vẫn chưa đã và muốn nhiều cái chút tình đó nữa, vẫn mong muốn một ngày nào đó nó bình thường, và từ những chút tình đó mọi người sẽ đến với Trưng Vương, mọi người sẽ nhớ đến Quang Hào và những nghệ sĩ. Và nhắn chút tình đó cũng là gửi gắm, làm cho bao nhiêu trái tim nó được ấm hơn đối với lại những cái mùa dịch bệnh như thế này. Ngay bây giờ thì quý vị nào mà chưa được xem thì chúng tôi sẽ trích một phần âm nhạc của cái đêm đó. Đây là bài hát mà mọi người cũng rất là yêu thích, Đà Nẵng Tình Người. Xin mời quý vị thưởng thức. Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng trong lòng tôi, sao mà nặng như tình cha muối mặn, như tình mẹ gừng cay, cho lòng bao
trong chương trình đó thì không chỉ có Đà Nẵng Tình Người không, còn nhiều tác phẩm hay nữa như Một Đời Người Một Rừng Cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, còn có Khát Vọng, bài ca đất phương Nam và rất nhiều bài hay nữa mà anh Quang Hào đã gửi gắm trong cái đêm nhạc mà có một mình anh ngồi giữa một sân khấu lộng lẫy mà có đã bao nhiêu người đã từng đến đó. Và Vinh nghĩ đó là một cái sáng tạo rất là hay. Nó không chỉ là mang lại những cái giá trị thưởng thức mà nó còn ấm lòng trong những người mà đang ở trong mùa dịch. Đó là những cái giá trị gửi trao cái tinh thần. Và giờ phút này khi nhắc lại thì cái cảm xúc nó vẫn còn rất là dâng trào. Như anh Hào nói là anh muốn nhiều cái chút tình đó nữa. Và hy vọng là dịch bệnh qua mau để sân khấu Trưng Vương được sáng đèn và anh được thể hiện nhiều cái tình cảm của mình hơn nữa. Sau cái chặng đường một chút tình đó thì hiện nay cái kế hoạch của nhà hát trong lúc này thì thế nào thưa anh Quang Hào? Dạ, thưa anh Vinh, là chắc có lẽ là cái con đường làm nghệ thuật của mình nó đều có một cái duyên hết. Trước khi mà những dịch bệnh nó diễn ra thì Quang Hào có rất là nhiều những kế hoạch, cũng như là nhà hát cũng rất là nhiều những kế hoạch, tuy nhiên là đều phá vỡ hết. Và hôm mà nhắn chút tình, cái buổi livestream hôm đó đã nảy nở cho Quang Hào rất là nhiều những cái ý tưởng. Và sắp tới đây nếu mà thời gian nó cho phép, Quang Hào sẽ cùng với anh em nghệ sĩ sẽ có một chương trình Sắc Màu Trưng Vương. Sắc Màu Trưng Vương ở đây sẽ làm theo số, mỗi số sẽ là một cái câu chuyện nào đó, và các nghệ sĩ Trưng Vương cũng sẽ dựa trên tình hình thực tế và sẽ làm tại sân khấu nhà hát luôn, sẽ hát live và hát theo yêu cầu và theo chủ đề. Đó là những cái kế hoạch ngắn, còn những cái kế hoạch dài thì hiện tại thì Quang Hào cũng đang ấp ủ. Và thật sự đó là một cái chút mà Quang Hào muốn gửi gắm thêm trong cái chút tình đó, và chắc chắn đây sẽ là một chút tình nhiều hơn nữa và ấm áp hơn nữa, bởi vì không chỉ một mình Quang Hào mà có một số những anh em nghệ sĩ của Trưng Vương nữa và những khán giả cũng đã theo dõi chương trình. Sân khấu thì nó không được hoành tráng, tuy nhiên đó là bằng những chút tình, bằng bao nhiêu những cái tình cảm của anh em động lại ở đó thì Quang Hào nghĩ rằng là nó mộc mạc thôi nhưng mà nó sẽ rất là ấm lòng. Nhắc đến Đà Nẵng thì đó là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước và đặc biệt là về du lịch. Ở trong mùa dịch vừa rồi thì ảnh hưởng cũng nhiều, nhưng mà hy vọng là dịch sẽ được khống chế một cách nhanh chóng để chúng ta quay trở lại và đón những vị khách ở khắp nơi về với Đà Nẵng. Đà Nẵng là một cái nơi ấm áp tình người và cũng một nơi đáng sống nữa. Vinh nghĩ rằng người dân ngoài việc tới đó thưởng thức những cái phong cảnh đẹp thì còn thưởng thức những cái giá trị về văn hóa nghệ thuật, mà trong đó có nhà hát Trưng Vương của anh Hào. Bây giờ ví dụ như sắp tới khống chế dịch cả nước và cả thế giới nữa thì anh đã nghĩ trong đầu mình một cái sản phẩm về nghệ thuật nào để đón chào bà con khắp nơi về với Đà Nẵng như là một cái phần chào đón mọi người đã trở về với đời sống bình thường? Cuối năm 2019 thì Quang Hào cũng như là tập thể nhà hát Trưng Vương đã chuẩn bị một cái chương trình rất là lớn, hợp tác cùng với một đơn vị nước ngoài. Tuy nhiên thì khi mà dịch vậy nó hoàn thành thì nhà hát đã dừng lại tất cả những kế hoạch đó. Thật sự với nhà hát Trưng Vương, Quang Hào quan điểm rằng là đây là một cái điểm đến, không gian văn hóa quen thuộc của người dân cũng như du khách đến tham quan Đà Nẵng, và cũng là một cái sản phẩm nghệ thuật, sản phẩm văn hóa mà mọi người đến với Đà Nẵng mọi người sẽ nhớ đến Trưng Vương, và mọi người đã vào xem sản phẩm đó mọi người sẽ nhớ đến đó là một cái nét văn hóa của người Đà Nẵng. Thật sự để nghĩ đến một cái thời gian mà nó dài hơn đó, thì Quang Hào rất cần, thực sự với một cái sức lực riêng của nhà hát thì không đủ, và Quang Hào đã rất là mong muốn cái sự đầu tư cho văn hóa, đầu tư cho nhà hát nhiều hơn nữa để làm sao mà đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu. Và bên cạnh đó thì vẫn ngày đêm nghiên cứu len lỏi để tìm những cái nhà đầu tư để làm sao đó giúp cho nhà hát trở thành một cái nơi, một cái nét văn hóa, một cái điểm văn hóa lớn, bởi vì Quang Hào cũng đi rất là nhiều nơi và đã đến rất là nhiều những cái không gian văn hóa cũng như là những cái show diễn, trời ơi nó tuyệt vời vô cùng. Mình nghĩ rằng là đối với nhà hát Trưng Vương, đối với một cái thành phố nằm giữa lòng đất nước, một cái thành phố điểm đến của châu Á, một cái thành phố mà đã có tên ở thế giới rồi, thế thì cái chuyện nhà hát Trưng Vương là một thành phố lớn, tại sao lại không lại là một cái không gian văn hóa lớn được? Tuy nhiên là nói thật với Vinh mới chỉ là suy nghĩ, còn cái cách làm thì cũng rất là mong còn nhiều những cái sự hỗ trợ nữa. Đối với Quang Hào cũng như nhà hát thì cũng mới thôi, cho nên vẫn còn chập chững lắm. Và Hào nghĩ rằng là mong dịch bệnh nó qua mau. Trong thời điểm này thì cũng nói thật với anh, cũng có liên lạc với lại một số những đối tác, nhưng mà họ đều nói đến là dịch bệnh thế này thế kia, cho nên là những cái kế hoạch của mình thì thôi mình cũng chấm lửng ở đó, chưa đi mạnh được. Vinh nghĩ là với sức trẻ và sự sáng tạo của anh Quang Hào á, thì cái ý nghĩ đó sẽ thực hiện được. Bởi thực sự mà nói, những giá trị văn hóa là những giá trị rất là cốt lõi của một nơi mà người ta đặt chân đến. Như anh Quang Hào đã nói á, đã đi nhiều nơi và có những nơi chúng ta kết nối được giá trị văn hóa cộng với du lịch rất là bài bản, và có những tiết mục gần như là thành cái tour, có là đến đó thì phải ghé qua nhà hát để xem tiết mục đó. Theo Vinh thì phải có cái xã hội hóa trong vấn đề này, tại vì những cái công trình lớn như vậy nó cần cái nguồn lực rất là lớn, trí tuệ và công sức, với lại đầu tư phải cái tầm vĩ mô, chứ nếu mà chúng ta chỉ làm nhỏ lẻ một chút thì không tới đâu đâu. Và Vinh có nghe được một cái chia sẻ của anh Quang Hào và Vinh nghĩ đó cũng là gửi gắm của anh. Anh có chia sẻ là niềm vui của khán giả là hạnh phúc lớn lao
của một nghệ sĩ. Âm nhạc đã kết nối những tâm hồn thật tuyệt vời. Anh có thể nói về những cái dòng trạng thái mà anh đã chia sẻ sau khi mà anh được đón nhận cái tín hiệu tích cực đầu tiên từ cái buổi Một Chút Tình? Thực ra cái điều đó thì đối với lại những người nghệ sĩ, ai ai cũng biết anh ạ. Bản thân Hào khi mà một người nghệ sĩ đã từng đứng trên sân khấu, đã từng đem lại rất là nhiều những cái chương trình và tiếp cận rất là nhiều những cái không gian văn hóa tổng hợp. Thế thì cái vấn đề ở đây mình thấy được là khi chúng ta đứng trên sân khấu, chúng ta thể hiện những cái sản phẩm của mình. Thế thì ai là người thưởng thức? Chính khán giả. Khi mà khán giả vui, khán giả cảm thấy hưng phấn với những gì chúng ta làm thì có nghĩa rằng là chúng ta đang có một cái sự dây kết nối rất là chặt chẽ và cái niềm hạnh phúc đó được nhân đôi. Đôi khi chúng ta hát hay mà chỉ cho mình không và khán giả không thích thì cũng chưa hẳn là vui. Và nếu mà chúng ta làm tốt, cả hai đều vui thì nó rất là vui. Và khi mà Quang Hào làm quản lý nhà hát thì Quang Hào đã từng đi bán cái vé, đội cái mũ lụp sụp xuống để đi đến từng cái người mà người ta đặt vé, thì Quang Hào tới nơi để giao vé. Và khi mà mình biết rằng là cái nhu cầu họ cần cái gì để mình làm, mình sản xuất cái show đó cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của họ, Quang Hào mới thấy rằng là thế thì mình đi đánh đúng vào cái tâm lý của họ. Thì khi họ ngồi, họ vui, họ cười, họ vỗ tay, cái lúc đó cái giá trị tài chính nó không còn nhiều nữa. Còn thấy họ vui thì ngày mai nhớ show phải nhắc đến chị đó nghe, thì tự nhiên mình thấy rất là vui. Và khi mà một người nghệ sĩ mà được trải lòng, được làm những cái điều đó, thấy khán giả vỗ tay được vui vẻ, thì đó là một cái niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Và nếu như một nghệ sĩ mà không nhìn thấy được những cái hạnh phúc của khán giả để lấy làm một cái đường hướng phát triển cũng như là một cái sự đam mê cháy bỏng của mình trong nghệ thuật, thì chắc có lẽ là nó cũng chỉ bằng không thôi. Và nhất là trong những cái thời điểm mà tất cả các sân khấu cả nước gần như ngưng lại, thì chúng ta mới thấy được, cảm nhận được rằng những người làm sân khấu của chúng ta mong chờ những cái sản phẩm mà được đón nhận của khán giả đến chừng nào, muốn nhìn tới sân khấu, có những khán giả tới đó để thưởng thức những tiết mục. Nhìn những cái sân khấu trống, chúng ta rất là đau lòng. Và chúng ta mong ước được rằng dịch bệnh sẽ qua, là chúng ta là những người sáng tạo, cố gắng tạo ra những giá trị văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, có đầu tư và có cả chất xám vào đó để phục vụ cho khán giả. Và đó là món ăn tinh thần không thể thiếu. Tôi nhắc lại, một đất nước mà cái nền văn hóa của chúng ta phải đậm đà và phải đi sâu vô để phục vụ bà con, đó là một món ăn không thể thiếu trong cuộc sống. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và đầy cái tình yêu thương hơn. Ở phút cuối này thì anh Quang Hào này, nếu được nhắn gửi những cái tình yêu của mình với tư cách là một giám đốc của một nhà hát đến với khán giả, đến với những người đang mong chờ những cái sản phẩm, thì anh sẽ nói điều gì? Đối với Quang Hào thì không mong gì ngoài sức khỏe. Và đối với những quý khán giả và đồng bào, thực sự là trong những cái hoàn cảnh này, đối với một cái trái tim của người nghệ sĩ rất là nhạy cảm, và Quang Hào cũng vậy, nhìn đồng bào rất là thương và nhìn cái nhà hát cũng như là những cái không gian văn hóa, nhìn thành phố nó buồn rất là thương. Tuy nhiên là chúng ta phải nhìn về một cái điều tích cực, nhìn vào ngày mai và có niềm tin và nung nấu những cái ngày mai và niềm tin đó. Thì chúng ta phải có sức khỏe, phải đảm bảo, phải làm sao đó phải thực hiện rất là đúng những cái quy định và an toàn nhất để chúng ta bảo toàn được đến cái ngày tất cả mọi thứ nó mở ra. Thì lúc đó chúng ta có bay lên, chúng ta có chạy đi, chúng ta làm gì nó cũng rất là vui vẻ. Và một lần nữa thông qua chương trình, Quang Hào xin gửi lời chúc tốt đẹp đến các anh, cũng như là biết ơn đến những người đang làm ở tuyến đầu, và hơn nữa là chúc cho quý khán giả luôn luôn tràn đầy những cái năng lượng tích cực, và đặc biệt là hãy yêu thương và trân trọng những cái gì mà đang bên cạnh mình, đơn giản nhất và hạnh phúc nhất có thể. Câu cuối cùng mà tôi nghe rất là ấm áp, đó là hai từ hạnh phúc. Anh Quang Hào muốn nói phải trân trọng những cái giá trị mà chúng ta đang có, để khi dịch bệnh qua đi, chúng ta sẵn sàng đón tiếp những làn gió mới, những cái tình yêu thương chúng ta gửi trao cho khán giả. Nhưng ngay bây giờ thì chúng ta phải thực hiện đúng những quy định của nhà nước để chúng ta mau chóng quay lại cuộc sống bình thường. Một lần nữa cảm ơn Quang Hào vì đã dành ít phút cho khoảnh khắc cuộc đời. Chúc anh sức khỏe và chúc cho những dự định của anh trong tương lai sớm sẽ thành hiện thực. Dạ, cảm ơn anh Vinh, cảm ơn chương trình. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và đón nhận chương trình vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.